Lý Ý Hồng tàn tạ, Diệp Tuyền như bà Tím và dàn nữ thần Hồng Kông một thời xuống sắc, suýt không nhận ra. Thập niên năm 1980 và năm 1990 là thời kỳ hoàng kim của ngành giải trí Hồng Kông Trung Quốc với nhiều nữ diễn viên nổi đình nổi đám khắp châu Á. Tuy nhiên, sau nhiều năm, một số nữ thần đã bị thời gian đánh bại, không còn gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ như trước kia. Một, Lý Ý Hồng. Lý Ý Hồng từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 của Thiên Hoa hậu Hồng Kông năm 1994. Cô cũng từng được đánh giá là nàng quách tương xinh đẹp đáng yêu nhất trong tất cả phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp. Tuy nhiên, gần đây, Lý Ý Hồng đã chia sẻ trạng thái mới nhất của cô trong một bức ảnh mặt mộc. Thông qua bức ảnh, làn da Lý Ý Hồng có nhiều nếp nhăn, da sạm màu, tàn nhang và mẩn ngứa. Điều này khiến nữ diễn viên nhìn già hơn tuổi. So sánh với đàn chị Lý Nhược Đồng, Lý Ý Hồng không giữ được sắc vóc trẻ trung. Tuy nhiên, cô dường như không quan tâm đến sự sụp đổ của hình tượng nữ thần của mình. Nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp đã tiết lộ rằng da của cô xấu là do đang trong thời kỳ mãn kinh và do tiếp xúc với ánh nắng quá nhiều. Đối mặt với sự lão hóa của chính mình, Lý Ý Hồng nở một nụ cười lạc quan. 2. Hồng Hân. Kể từ khi gia nhập làng giải trí, Hồng Hân khiến nhiều người mê mẩn bởi ngoại hình xinh đẹp cùng lối diễn xuất lôi cuốn. Đặc biệt là bộ phim Nguyên Chấn Hiệp đóng cặp cùng với Lê Minh đã biến cô trở thành tiểu hoa đáng nổi tiếng. Mặc dù sự nghiệp đang trên đà phát triển, nhưng con đường tình yêu của Hồng Hân khá lận đận. Năm 1996, Hồng Hân bí mật kết hôn với doanh nhân Hoàng Quốc Lương và nhanh chóng ly hôn sau một năm chung sống. Hồng Hân tiếp tục hẹn hò với Mạc Thiếu Thông và đã chia tay vào năm 1999. Cũng trong khoảng thời gian này, Hồng Hân phát hiện cô đang mang thai, đứa trẻ cũng không được Mạc Thiếu Thông chào đón. Sau đó, Hồng Hân kết hôn với người tình kém 10 tuổi Trương Đăng Phong, con trai riêng cũng vì thế mà lấy họ của cha dượng. Những ngày tháng vui vẻ dần kết thúc, Hồng Hân phát hiện chuyện chồng lén lút qua lại cùng trợ lý, bị hai người thân thiết phản bội, nữ diễn viên dọn ra khỏi nhà và cùng con sống lẻ lắt qua ngày. Trong buổi phát sóng trực tiếp chia sẻ về cuộc sống từng ngày của mình, Hồng Hân bị cư dân mạng phàn nàn về thân hình béo ú ở tuổi trung niên. 3. Trương Mạn Ngọc. Trương Mạn Ngọc đã giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, ngay cả bộ phim Tâm Trạng Khi Yêu phát sóng năm 2000 cũng trở thành kinh điển. Tuy nhiên, kể từ khi tuyên bố giải nghệ, Trương Mạn Ngọc đã trở nên rất trầm tính. Cô không mở tài khoản xã hội cũng không còn xuất hiện trước mặt công chúng. Mặc dù vậy, nữ diễn viên vẫn rất điệu đà khi ở tuổi 58, chỉ tiếc rằng nhan sắc của cô không còn lộng lẫy như xưa, đặc biệt là làn da chảy xệ và đường hàng cổ sâu. 4. Châu Hải My. Châu Hải My từng được mệnh danh là nàng chu chỉ nhược đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Không những thế, Châu Hải My còn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1985, nhưng đáng tiếc cô không lọt vào top 3. Dù vậy nhưng Châu Hải My vẫn được TVB ưu ái. Sau khi ra mắt, cô đã góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình kinh điển như Đại Náo Quảng Xuân Long và Ý Tiên Đồ Long Ký. Châu Hải My tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, khi đăng tải một đoạn video và tương tác với nhiều cư dân mạng, Châu Hải My trông rất hốc hác với lớp trang điểm nhẹ và răng hơi vàng, mắt trũng sâu. 5. Diệp Tuyền. Diệp Tuyền sinh năm 1980, bước chân vào giới giải trí sau khi chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều quốc tế. Nữ diễn viên gia nhập TVB và đóng chung với Trần Hạo Dân trong Phong Thần Bảng. Sau đó, cô tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như Mạnh Lệ Quân Không Thể Khuất Phục, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Sau khi rời khỏi TVB, người đẹp phát triển trong lĩnh vực điện ảnh và nhận được tượng vàng cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Diệp Tuyền tự mở công ty chế tác của riêng mình và đạt được thành công nhất định. Càng nổi tiếng, tên của cô càng dính nhiều tới thị phi, không chỉ bị đồn là chảnh chọe, thiếu đạo đức nghề nghiệp, vô lễ với các tiền bối. Diệp Tuyền còn gây tranh cãi khi có nhiều hành động bất bình thường. Trong lần livestream bán hàng mới nhất, Diệp Tuyền xuất hiện với trang phục xê xòa, buộc tóc hai bên kiểu trẻ con. Nữ diễn viên gác chân lên ghế, cắt móng chân, ăn sầu riêng và không rửa tay. Những hành động này của Diệp Tuyền bị đánh giá bất lịch sự và không có thiện cảm.